Xin chào tất cả quý vị khán giả thân mến. Rất là vui khi mà gặp lại quý vị khán giả mỗi ngày và được tâm sự chia sẻ những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống đó. Thì đó là những cái gì mà có phải cảm thấy rất là vui trong những ngày làm việc của mình, hoặc là khi mình có thời gian rảnh đó, chúng ta tương tác với nhau bằng trang mạng xã hội, đặc biệt là YouTube hoặc là Facebook. Quý vị cũng có thể vào Facebook cá nhân của Quốc Võ đó để mình xem những cái thông tin hoặc là những cái chuyện ở trong ngày mà Quốc Võ chia sẻ lên, để mọi người cùng có một sự tương tác với nhau, cùng trao đổi với nhau những cái tình yêu, những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Và vừa qua thì quý vị khán giả thân yêu cũng đã ủng hộ những cái sản phẩm mà Quốc Võ bán trên mạng đó trong thời gian vừa qua. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Và sẵn đây Quốc Võ cũng xin cảm ơn tất cả quý vị. Những cái sản phẩm về nước lựu collagen, hoặc là sâm Hàn Quốc, hoặc là trà Acetaba của Nhật Bản và collagen. Và trong thời gian này thì Quốc Võ có thêm một cái loại dầu, nó gọi là dầu Tibet. Dầu Tibet là cái dầu họ sản xuất bằng một cái loại quế và dầu nóng, để mình thoa bóp vào những cái chỗ mà mình bị đau đó, phần cơ hoặc là phần xương, khớp xương vân vân bị đau. Thì hiện tại bây giờ thì quý vị mà mua trên 300 đồng sản phẩm thì Quốc Võ sẽ tặng cho các quý vị một cái chai dầu nóng đó. Và chai dầu nóng này trên thị trường hiện tại bây giờ đang bán là 12 đồng, nhưng mà Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị kèm theo một cái đĩa CD Tạ Ơn Đời nữa. Đó, thì Quốc Võ cũng muốn tri ân khách hàng bằng cách là mình tặng những cái món quà mà đặc biệt và ý nghĩa cho những quý vị khán giả, đặc biệt những cô chú bác lớn tuổi đã ủng hộ Quốc Võ. Thì đó là một điều rất tuyệt vời. Hôm nay cũng như thường lệ thì Quốc Võ cũng xin cập nhật một số những cái tin tức liên quan đến cái việc của Bồng Nguyễn Phương Hằng, giống hoặc là tỉnh Thất Bồng Lai, hoặc là một số những cái thông tin, những cái vụ án mà đã xảy ra tại Việt Nam trong thời gian này. Thì có một điều rất là bức xúc khi mà chúng ta nói về cái vấn đề về một số những cái tên không có tình người đó. Chúng ta không thể như nào mình nói những cái lời mà nó không được đẹp trên kênh Quốc Võ. Trên Quốc Võ có thể là mình phản biện bằng một cách mình nói những cái lời nó có vẻ cảm thấy rằng là nghe lọt lỗ tai chút xíu, chứ không có mình chửi bới. Tuy nhiên là những nhân vật này thì phải nói là hết thuốc chữa các bạn. Đặt cái tên lại của người ta lên trên bản đồ Google gì đó, đặt tên lại cho người ta là công ty là Đại Nam, người ta là Đại Nam Văn Hiến, bây giờ đặt tên là Đại Nam Dân Hiến. Trong khi cái công ty này họ đã làm biết bao nhiêu những cái việc mà tốt đẹp cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là dân nghèo. Những cái tiền mà lợi nhuận từ những công ty này, chưa nói tới lợi nhuận nữa, chỉ nói là công ty này họ lập ra để họ tạo công ăn việc làm biết bao nhiêu là ngàn người công nhân ngay tại Bình Dương là một điều là tốt đẹp rồi. Và họ nói chung là người tại tỉnh Bình Dương nó cũng đỡ mặt đỡ mày khi mà tại tỉnh nhà có một cái người mà một doanh nghiệp mà lớn như vậy, mang cái tầm cỡ, tức là trường đua Đại Nam hoặc là công ty du lịch Đại Nam là một trong những công ty mà lớn nhất Đông Nam Á các bạn. Cho nên là đây là một cái niềm tự hào với con như nữa, đúng không ạ? Ngoài cái vấn đề tạo công việc làm cho hàng ngàn người công nhân như thế rồi, ngày hôm qua Quốc Võ cũng có chia sẻ một cái bài báo là Dân Việt hoặc là Dân Trí gì đó đã viết vào tháng 5 năm 2021 vừa qua, là nói chung là khoảng chừng gần một năm trước đó, nói về cái tiền mà thuế của công ty Đại Nam, tiền thuế đất mà đóng cho chính phủ mỗi năm như vậy là biết bao nhiêu ngàn tỷ, là một cái ích lợi cho coi như tỉnh nhà rất rất lớn luôn đó. Ngoài ra họ làm biết bao nhiêu là cái việc thiện nguyện, mình có công thì phải được thưởng, phải được vinh danh, có tội thì phải được xét xử theo pháp luật. Bây giờ nói về vấn đề bà Hằng, bà có những cái lời phát ngôn không đúng chuẩn mực ở trên mạng xã hội, thì đó, thì cái vấn đề đó thì chúng ta để cho pháp luật họ định đoạt có tội bao nhiêu, xử bấy nhiêu. Nhưng chúng ta không thể nào chúng ta không là phủ nhận
lại những cái vấn đề thiện nguyện tốt mà ông Dũng Bà Hằng đã làm. Ông Dũng Bà Hằng và công ty Đại Nam, trong đó có cả những công nhân của công ty Đại Nam, có những người làm việc của công ty Đại Nam đã làm để giúp đỡ cho bá tánh, giúp đỡ cho những người dân, và đặc biệt dân nghèo tại Việt Nam, những cái việc tốt trong thời gian suốt một quá trình vừa qua, thì chúng ta không thể phủ nhận được cái điều đó, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là đối với Võ thì mình công tâm mà nói đó, là cái nào thì tốt thì mình nói tốt, cái nào xấu mình nói xấu đó. Chứ thật sự Quốc Võ cũng không có hẳn hoàn toàn là đồng ý vấn đề về cái vấn đề về chửi bới hoặc là lăng mạ hoặc là có những cái lời lẽ thô tục nào đó ở trên mạng xã hội. Tuy nhiên thì chúng ta phải cần phải trong thời điểm này cần phải nói về những cái vấn đề mà những cái điều tốt đẹp mà ông bà Dũng Hằng và công ty Đại Nam đã làm trong suốt một cái quá trình vừa qua để giúp đỡ cho người dân nghèo tại Việt Nam đó. Thì cũng có những một số những cái bài báo họ nói rằng là như vậy thì về cái công á, mà ông bà Dũng Hằng đã làm trong suốt thời gian qua để giúp đỡ cho đó thì có được dựa vào đó để giảm nhẹ cái hình phạt 331 hay không? Thì cái chuyện này là Quốc Võ nghĩ rằng sẽ có. Mình tin tưởng vào pháp luật của Việt Nam có những cái yếu tố mà để giảm nhẹ cái hình phạt, giảm nhẹ tội, thì chắc chắn rằng là trong cái phiên tòa sắp xử, phiên tòa mà xét xử sắp tới đó, thì có thể là luật sư của bên Đại Nam hoặc là có thể là những cái vị mà thẩm phán chánh án, họ cũng sẽ có những cái vấn đề cần thiết hoặc là công bằng để mà đưa cái vụ án này ra xét xử một cách đúng người đúng tội, để cho mọi người dân chúng ta có thể là thỏa mãn, phải không? Với một, những cái phiên tòa. Tuy nhiên những cái nhân vật mà chống phá cái quỹ hằng hữu của bà Hằng, chống phá công ty Đại Nam cũng phải được đưa ra ánh sáng để xét xử. Không thể nào chúng ta chấp nhận được những cái con người mà khi mà có những cái yếu tố mà ganh ghét thì lại là bôi xấu hoặc là bêu nhọ hoặc là đặt điều vu khống để nói về chuyện này, nói về chuyện nọ, mà những cái điều đó nó gây ngược lại với là cái mục đích ban đầu thiện nguyện tốt đẹp của ông bà Dũng Hằng đã làm trong quá khứ, thì cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta không thể nào chấp nhận được cái điều đó. Vì vậy cho nên là Quốc Võ cũng mong rằng là cái phiên tòa sắp xử xét xử sắp tới đó của bà Nguyễn Phương Hằng đó là sẽ được đâu đó rõ rõ ràng đối với pháp luật, và chúng ta cũng tin tưởng vào cái điều đó. Có một cái nguồn tin tiếp theo nói về vấn đề của gia hạn 3 tháng của Tịnh Thất Bồng Lai về những cái bị can ở trong Tịnh Thất Bồng Lai, giống như là ông Lê Tùng Vân hoặc là Hoàng Nguyên, Ngắt Nguyên, vân vân. Và có những cái nguồn tin nói về Diễm My, thì có những câu hỏi đặt ra rất là lớn là hiện tại bây giờ Diễm My đang ở đâu, như thế nào. Thì đối với Quốc Võ mà nói đó, công an của Việt Nam thì khá là giỏi. Họ có thể bắt được những cái nhân vật, phải nói rằng là những tên tội phạm đặc biệt rất là nguy hiểm, thậm chí rằng là nhiều năm coi như là tưởng rằng là thoát, nhưng mà thật sự họ không qua được những cái cách mà điều tra vụ án và tài tình của đặc biệt là cảnh sát hình sự tại Việt Nam. Họ rất là giỏi. Thì một cái cô gái mà nói chuyện về Diễm My này thì thật sự bây giờ đưa cái mặt Diễm My ra thì hầu như Việt Nam ăn biết hết. Cho nên là không thể nào mà chạy thoát được trừ trường hợp nào mà Diễm My được đưa ra nước ngoài theo cái đường vượt biên giới, ví dụ như là qua bên Thái Lan hoặc là qua bên Lào, Campuchia, vân vân. Còn nếu không á thì chắc chắn là bên phía của cơ quan chức năng hoặc là những cảnh sát điều tra hoặc là những cảnh sát hình sự họ đã biết được, họ đã coi như là đã thu giữ được cái những cái tin tức rồi, những thông tin rồi, và cũng có thể là công an họ đang giữ Diễm Y cũng không chừng. Đó là những cái vấn đề về cái đoán thôi của Quốc Võ là như thế thôi, chứ mình chưa có khả dám khẳng định. Nhưng mà thật sự thì không có thể chạy thoát được. Có thể là hiện tại bây giờ là tâm trí đầu óc của Diễm My đang bị những cái vấn đề tác động từ bên ngoài. Người ta nói rằng cái gì là Diễm My bị uống thuốc hướng thần cho nên đã quay lại,
không có biết được đâu là phải trái, đã lên tiếng để chửi rủa như là vu khống cha mẹ mình vân vân, thì cái này là cũng là những cái thuyết coi như là chúng ta cần phải từ từ bình tĩnh mà chúng ta nghe ngóng tin tức từ cơ quan chức năng, chứ hiện tại bây giờ chỉ là những đồn đoán, những đồn thổi trên mạng thôi, không biết đâu là thật đâu là giả. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng bình tĩnh, từ từ, không có gấp gáp vội. Bởi vì khi mà bên phía của cơ quan chức năng, đặc biệt rằng là công an tỉnh Long An hoặc là công an huyện Khánh Hòa đó, thì họ đã gia hạn thêm thời gian cho tới ngày 3 tháng 6 đối với những bị can trong tỉnh Thất Bồng Lai, thì họ đã quyết định là điều tra đến cùng rồi ha, chứ nếu không thì họ không có gia hạn cái thời gian tạm giam thêm để làm gì cả đó. Và khi mà đã quyết định gia hạn thêm thời gian tạm giam, có như vậy đồng nghĩa rằng là khó thoát được trong cái vấn đề này đó. Có những cái nhân vật nói rằng là đây là công an đã đàn áp tôn giáo vân vân, thì thật sự cái này không phải là một cái sự đàn áp tôn giáo các bạn. Tại vì nếu như mà chúng ta muốn tu hành một cách đường chính chính thì họ đã vào bên giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi, chứ không có thể là đứng ở ngoài dòng pháp luật để mà muốn làm gì làm. Đặc biệt là cái vấn đề về trục lợi cho bản thân dựa trên cái mác tôn giáo và dựa trên những trẻ mồ côi để mà trục lợi về từ thiện đó, quyên góp từ thiện trục lợi cho bản thân đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện không đúng rồi. Chúng ta đã thấy từ ban đầu cái vấn đề đó. Cho nên là nếu như mà đã gia hạn thêm cái vấn đề về tạm giam đó, thì chắc chắn là cơ quan chức năng họ muốn là điều tra cho tới tận gốc những cái vấn đề đó. Cho nên chúng ta cứ chờ xem thời gian cho đến ngày 3 tháng 6 là cái hạn cuối cùng rồi, thì chắc chắn sẽ có cái phiên tòa xét xử sơ thẩm. Rồi sau phiên tòa xét xử sơ thẩm đó, thì nếu có những cái kháng cáo vân vân, thì sẽ có những phiên tòa xét xử phúc thẩm vân vân, thì chúng ta cứ chờ xem ha. Đó, cứ chờ xem coi tình hình như thế nào, rồi chúng ta sẽ biết. Có nhiều vấn đề lắm. Thì nhìn sơ qua những cái clip của các anh em, những clip của các anh em YouTube á, thì cũng có nhiều chuyện để nói, mỗi người mỗi ý. Đó, có người nói rằng là ví dụ như là nếu như mà truy tố bà Hằng với một cái tội là 331 đó, thì không chỉ riêng bà Hằng đâu mà còn rất là nhiều những nhân vật khác đã cũng có vi phạm cái tội 331 đó. Bởi vì không có lửa sao có khói, mắc mới gì coi như là bà Hằng bà lôi tên ra bà chửi, thì dĩ nhiên phải có những cái vấn đề gì đó đúng không ạ. Cho nên là nếu như mà quy trách nhiệm bị truy tố tội hình sự đối với bà Hằng tội 331, thì dĩ nhiên sẽ có rất là nhiều những cái nhân vật khác, phải không? Bên cái phe mà phản diện đó sẽ dính tới tội 331 đó. Ngoài ra thì hôm nay có một cái tin cũng khá là khôi hài. Quốc Võ xin chia sẻ cho các bạn một cái tin khôi hài là như thế nào đây nè. Cái tin nói về cái ông hiệu trưởng. Không biết là các bạn có nghe cái tin này chưa? Ở Quảng Bình có một cái ông hiệu trưởng bị truy tố là cái tội là mang sổ đỏ nhà trường để đi cầm cố. Đó, bây giờ ở trên cái để cho Quốc Võ đọc cái bài viết này ở trên cái trang báo gọi là công an nhân dân.vn, thì họ sẽ nói cái gì đây nè các bạn. Dư luận ở Quảng Bình ha, xôn xao về việc hiệu trưởng một trường học ở trên địa bàn vì thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đã mang cả sổ đỏ của trường học đi cầm. Song thầy hiệu trưởng trường học đã bác bỏ thông tin, đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Ngày 27 tháng 4, dư luận ở Quảng Bình xôn xao có một thông tin là ông Mai Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Châu Hóa, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, mang sổ đỏ của nhà trường đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân. Bên cạnh mạng xã hội, thông tin cũng được đăng tải trên một số báo. Ngay sau khi có thông tin thì cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đang vào cuộc để xác minh làm rõ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định sổ đỏ của nhà trường mà dư luận cho rằng ông Huyền mang đi cầm cố có diện tích là 4.780m2 thuộc thửa đất số 249,
tờ bản đồ số 18 tại thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa là đất của cơ sở giáo dục đào tạo. Thời hạn sử dụng lâu dài được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình ký ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017. Theo thông tin một số báo và mạng xã hội đăng tải, ông Huyền đã dùng sổ đỏ của nhà trường để vay 200 triệu đồng từ tháng 6 năm 2021 và đến tháng 4 năm 2022. Ông đã phải thanh toán 500 triệu đồng cả vốn lẫn lãi cho chủ nợ. Tuy nhiên, ông Huyền khẳng định ông không cầm cố sổ đỏ của trường. Không hiểu sao lại có thông tin sẽ ác ý về bản thân ông. Ông chỉ vay tiền của một người bạn ở thành phố Đồng Hới để lo việc gia đình. Việc có hay không ông Mai Thanh Huyền cầm sổ đỏ của trường để vay chi tiêu cá nhân sẽ được cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình sớm làm rõ. Ông Hoàng Văn Phúc, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Tuyên Hóa cho biết trước khi xảy ra vụ việc, ông Huyền là giáo viên, không có biểu hiện gì mất tư cách đạo đức, ảnh hưởng đến nghề giáo cả. Như vậy thì bây giờ cơ quan chức năng họ đang tiếp tục điều tra làm rõ. Nhưng mà tại sao lại có cái vấn đề về ông thầy này, ông hiệu trưởng này, ổng là mang sổ đỏ để cầm cố là như thế nào? Không biết là chuyện có thiệt hay không? Hay là một số những nhân vật là ganh ghét rồi lại tung tin giả tạo cũng không biết chừng. Đó. Cho nên là chúng ta hãy chờ xem pháp luật họ vào cuộc để họ xử lý ha. Cho nên là cũng chưa có biết ất giáp ra thế nào. Cho nên là mình cũng khoan vội đánh giá người khác. Cho nên là trong cái câu chuyện của bà Hằng cũng vậy nữa. Hiện tại bây giờ là cơ quan chức năng họ đang chỉ khởi tố thôi. Giống như là bên phía của công an tỉnh Bình Dương đó, họ chỉ khởi tố vụ án thôi chứ họ không có khởi tố bị can. Vì vậy cho nên là trước khi mà tòa định tội là bà Hằng có tội thì bây giờ hiện tại bây giờ thì cũng chưa phải là kết luận là bà Hằng có tội hay gì không. Ngoài ra thì có nhiều cái vấn đề về cái vụ những cái tin tức giống như là cái vụ mà trái phiếu Tân Hoàng Minh đó, rồi nhiều cái vấn đề khác nữa liên quan đến những cái nhân vật mà lãnh đạo của tức là nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đó, cũng đã dính vào những cái vụ mà đất đai này nọ, rồi rất là nhiều những thông tin các bạn, nhiều lắm. Thì đó, nói chung là hôm nay Quốc Võ cũng đến chùa Điều Ngự để làm cái show. Bên cạnh đó thì cũng cầu nguyện cho những người mà có cái tâm tốt đó, cầu nguyện cho những người mà họ có cái lòng thiện nguyện giúp đỡ cho người nghèo khó đó, sẽ được sự yêu thương của đấng bề trên, cũng giống như là được sự tin yêu mà của tất cả mọi người ở xung quanh đó. Và Pháp Võ cũng không quên cầu nguyện luôn cho những cái người mà bên phía phản diện, những cái người mà cũng hay dùng khẩu nghiệp để chửi bới người khác, lăng mạ coi như là bêu xấu hoặc là làm những cái điều mà không đúng với cái lương tâm của mình đó, thì cũng mau mau tỉnh ngộ lại, phải không, để cùng nhau đoàn kết một vì một dân tộc vững mạnh. Chúng ta là người Việt Nam bắt đầu da vàng thì chúng ta nên đoàn kết và chúng ta cũng phải thương yêu nhau, chứ không có mà cũng vì những cái đồng tiền lẻ mà lại bán đứng đi cái danh dự của mình để mà như là chà đạp xúc phạm nhân phẩm của những người khác mà chúng ta chưa có bất cứ một cái bằng chứng cụ thể nào ha. Chỉ có là nghe ngóng tin tức từ này nọ rồi theo dệt rồi làm ra những cái điều mà nó không hay, ảnh hưởng đến cái uy tín của người khác, thì điều đó là cái điều không nên làm đó. Chúc cho tất cả quý vị một ngày thật là an bình nha. Lúc gì cả nhà mình.